Nông trại cây ăn quả rộng hơn 40 hecta của ông Nguyễn Hữu Luyện làm chủ, nằm giữa vùng đồi núi mênh mông, chập trùng xanh thẳm thuộc làng Bui, xã Gia Ca, huyện Chư Pả. Đây là một trong những nông trại cây ăn quả theo công nghệ cao có diện tích lớn trên địa bàn huyện Chư Pả hiện nay. Đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2022 đến nay, nông trại đã và đang trong quá trình kiến thiết trồng các loại cây ăn quả như chanh dây, sầu riêng, dưa lưới theo công nghệ cao để phục vụ thị trường trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu. Ngoài đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên, nông trại hiện thu hút và tạo việc làm ổn định cho hơn 40 lao động, trong đó trên 30 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Gia Nhiên và xã Gia Ca, huyện Chư Pả, với mức thu nhập từ 6 đến hơn 7 triệu đồng một người một tháng. Em làm ở đây từ tháng 1 ạ, đến tháng, đây là tháng 10 ạ. Lương tháng là một tháng là hơn 6 triệu ạ. Thu nhập được tốt hơn ạ. Làm ở đây thì kiếm được tiền á, tháng nào cũng đi làm 6 triệu và lại cho gia đình. Vốn đam mê làm nông nghiệp công nghệ cao, sau khi tìm hiểu ở nhiều địa phương, nhận thấy vùng đất Chư Pả có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp cho các loại cây ăn quả phát triển, nên năm 2022, ông Nguyễn Hữu Luyện từ tỉnh Thanh Hóa đến xã Gia Ca, huyện Chư Pả đầu tư tiền của công sức để phát triển mô hình nông trại trồng cây ăn quả theo công nghệ cao. Sau hơn một năm kiến thiết và đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng, những vườn cà phê già cỗi năm xưa nay đã dần được thay thế bởi những vườn chanh dây, sầu riêng và dưa lưới trong nhà lồng. Trong đó, hơn 2,5 hecta dưa lưới đã cho thu hoạch gần nửa năm nay, đem lại nguồn lợi nhuận 2 tỷ đồng trên 1 hecta. Càng tạo động lực để ông Nguyễn Hữu Luyện thêm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên Gia Lai, với mong muốn được đóng góp một chút công sức cho vùng đất này. Chúng tôi đầu tư vào đây thì về cái lại lợi ích cho cá nhân thì có, cho tập thể chúng tôi có, và cũng mang lại cái gì đấy cho địa phương và mang lại cái công ăn việc làm cho bà con đồng bào ở đây. Tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái mà trách nhiệm của những doanh nghiệp, những người làm với xã hội nữa, chứ không phải cái mình cũng phấn khởi là chúng tôi sẽ đóng góp được cái gì đó cho địa phương. Qua chỗ Luyện có làm thì đến nay thì khoảng 2,5 hecta, thu nhập cũng cao và giải quyết được mang việc làm cho bà con tại chỗ, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thấy cái trên một diện tích đất mà cái hiệu quả cao thì một số hộ dân họ cũng đăng ký, họ liên kết với chỗ các doanh nghiệp cũng như chỗ Luyện để họ chuyển đổi một số cái diện tích cà phê mà kém hiệu quả thì họ cũng tiến hành làm dưa lưới ở cái vùng đất của Gia Ca, Gia Nhiên này. Mô hình nông trại cây ăn quả theo công nghệ cao của ông Nguyễn Hữu Luyện đã và đang đầu tư trên vùng đất xã Gia Ca, mở ra một triển vọng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại huyện Chư Pả. Qua đó hướng tới sản xuất những loại cây ăn quả đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Chư Pả giai đoạn 2021-2025.